chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Công điện ứng phó với bão Manji gần Biển Đông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện, điện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, ngoại giao, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc ứng phó với bão Manji gần Biển Đông. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Manji đang hoạt động trên vùng biển phía đông, miền trung Philippines. Dự báo ngày 18 tháng 11, bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Siêu bão Manji đang hoạt động trên vùng biển phía đông, miền trung Philippines. Dự báo ngày 18 tháng 11, bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Manji đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Dự báo ngày 18 tháng 11, bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi. Các đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 14 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông trong 48 giờ tới, từ vĩ tuyến 15 đến 21 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo. Các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng, từ trung ương đến địa phương, tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, ứng phó diễn biến của bão. Siêu bão Manji mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, đang di chuyển với tốc độ trên 20 km/h, hướng vào Biển Đông và biển miền Trung nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 16 tháng 11, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 126,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm siêu bão ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Siêu bão Manji đi vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão số 9 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo đến 7 giờ ngày 18 tháng 11, bão ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khoảng 7 giờ ngày 19 tháng 11, bão trên khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 16, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Siêu bão Manji vẫn duy trì gió mạnh cấp 16 và giật trên cấp 17, khoảng sáng 18 tháng 11 sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều 16 tháng 11, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 17 tháng 11, siêu bão Manji ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20 km/h và sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Luzon, Philippines.
Khoảng sáng 18 tháng 11, bão Manji sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Dự báo đến 13 giờ ngày 18 tháng 11, siêu bão Manji ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đáng lưu ý, thời điểm bão Manji di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc Biển Đông chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh. Tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho cường độ và hướng di chuyển của bão sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều lưu ý là do tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho thời tiết của khu vực Biển Đông trong những ngày tới sẽ rất xấu, gió mạnh, sóng cao và biển động. Diễn biến của cơn bão này còn nhiều thay đổi, cần theo dõi sát. Từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 16, sóng biển cao 2-4 m. Vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Siêu bão Manji thần tốc áp sát quần đảo Hoàng Sa, các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuồng phong bão số 9 ngày càng khó lường. Siêu bão đang không ngừng di chuyển và áp sát khu vực quần đảo Hoàng Sa, với tình hình diễn biến rất đáng lưu ý. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày 19 tháng 11, bão Manji sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây, Tây Bắc, với vị trí tâm bão vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 11, ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông, đông bắc. Lúc này, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giảm xuống còn cấp 10, giật cấp 12, với tốc độ di chuyển khoảng 15-20 km/h. Đến ngày 20 tháng 11, bão Manji sẽ di chuyển tiếp theo hướng Tây Tây Nam, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Tây Bắc. Dự báo bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất ở cấp 10, giật cấp 12. Tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới giảm còn khoảng 10-15 km/h. Đến ngày 21 tháng 11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và có thể gây ảnh hưởng đến khu vực biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông trong những ngày tới có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 m. Khu vực gần tâm bão có thể có sóng cao tới 5-7 m. Đây sẽ là những điều kiện nguy hiểm đối với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này. Cùng với sự diễn biến của bão, hiện tại, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực ở Đông Bắc Bộ vào chiều tối và đêm 18 tháng 11. Sau đó, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây trời chuyển lạnh và rét đậm, đặc biệt là vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ dao động từ 18-20 độ C và có thể xuống dưới 15 độ C ở vùng núi. Người dân và các cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao diễn biến của bão Manji và không khí lạnh để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngay lúc này, siêu bão Manji đang trở thành thảm họa đối với người dân Philippines. Siêu bão Manji vòng ngược trở lại, tính mạng hàng triệu người dân Philippines bị đe dọa. Vào ngày 17 tháng 11, siêu bão Manji tiếp tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại Philippines sau khi đổ bộ lần đầu tiên vào tối ngày 16 tháng 11. Theo thông tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, bão Manji đã tấn công Panganiban, Catadunet vào lúc 9 giờ 40 phút tối 16 tháng 11 và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại Dipakulao, Aurora vào lúc 3 giờ 20 phút chiều 17 tháng 11. Siêu bão đã tràn vào tỉnh Catadunes trong đêm 16 tháng 11, mang theo sức gió mạnh lên tới 195 km/h và những cơn gió giật có thể lên đến 240 km/h. Cơ quan khí tượng của Philippines đã cảnh báo rằng tình hình bão có thể dẫn đến thảm họa nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân ở những khu vực bão đi qua. Chia sẻ qua điện thoại, ông Roberto Monterola, một viên chức tại cơ quan giảm nhẹ thiên tai ở Catadunes, cho biết: "Mưa không nhiều, nhưng gió thì rất mạnh và có tiếng rít rùng rợn. Dọc theo một đại lộ chính, thủy triều dâng cao tới hơn 7 m, gần những ngôi nhà ven biển.
cảnh tượng thực sự rất đáng sợ. Ông cũng cho biết toàn bộ tỉnh Catanduanes đã bị mất điện, với hàng loạt cây cối và cục điện bị đổ, cùng nhiều công trình lớn bị hư hại. Các đội ứng phó thảm họa đang tích cực kiểm tra và ghi nhận thiệt hại. Ông Monterola chia sẻ thêm, dân làng ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão trước, giờ lại phải đối mặt với siêu bão này. Gần một nửa trong số 80.000 người dân của tỉnh đang tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. Theo thông tin từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, tính đến cuối ngày 17 tháng 11, hơn 852.000 người trên khắp Philippines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Manji, trong đó 2 người bị thương ở khu vực Trung Luzon, nhưng may mắn là chưa có trường hợp tử vong hoặc mất tích. Hơn 75.000 người đã phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, trong khi khoảng 36.000 người khác đã chuyển đến những nơi an toàn hơn. Để hỗ trợ người dân, quân đội Philippines đã triển khai các đội hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sogogon và Mabetter. Sư đoàn Bộ binh số 9 đã tổ chức 81 đội cứu trợ, hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực này. Các đội cứu hộ cũng đã được triển khai ở các tỉnh Quezon và Camarines North để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ. Cũng trong ngày 17 tháng 11, Bộ Y tế Philippines tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán và các trung tâm y tế đã được chuẩn bị để ứng phó với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Y tế Ted Hebosa cho biết các cơ quan chính phủ đang làm việc khẩn trương để sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ lũ lụt và lở đất. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở y tế và sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người cần thiết. Bộ Y tế cũng cho biết các trung tâm y tế, đơn vị y tế nông thôn và các trung tâm chỉ huy thay thế đã được thiết lập để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão tại khu vực thủ đô Manila và các vùng lân cận. Tình hình thiên tai tại Philippines vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần duy trì cảnh giác và tuân thủ các chỉ đạo của chính quyền để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.